Để setup được cái ứng dụng phát triển trên Windows Form thành một cái chương trình cài đặt thì đầu tiên chúng ta sẽ phải vào tool extension. Đấy, extension. Chúng ta chọn online. Chúng ta chọn là Visual cái này. Sau đấy các bạn cài cho tôi cái ins, tìm cái cài đặt này. Đấy, cài đặt đây nhá. Vì cái này của chúng ta đã cài rồi nó có biểu tượng này. Còn nếu như mà chưa có cài đặt thì nó sẽ có cái phần cài đặt ở đây. Các bạn kích down về sau đó khởi động lại Visual để nó tự động nó sẽ cài. Đấy. Sau khi cài xong cái extension này thì chúng ta vào cái project này. Và project chúng ta chọn là cái trạng thái ở đây là ready. Đồng thời chúng ta sẽ đổi hết các icon đi cho đẹp, cho nó đúng theo cái phần gọi là tông xẹt tông. Kích chuột phải chọn là review. Đấy, success. Sau đó chúng ta vào lại với solution ở ngoài cùng này, solution này. Kích chuột phải chọn add, chọn new project. Trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là other project và Visual Studio Install cài đặt. Đặt tên cho cái project này là setup. Đặt tên là cái gì cũng được nhưng mà tôi sẽ đặt tên là setup chẳng hạn. Đấy. Và ok. Cái thằng này nó đang có một cái này rồi thì tôi sẽ đặt cái khác. Tôi đặt là Window Form. Đấy. Hoặc là đặt tên là quản lý thư viện như này chẳng hạn, và chúng ta có ok. Đây, quản lý thư viện này, khi mà chúng ta có được cái solution là quản lý thư viện thì chúng ta có ba cái folder ở đây. Với folder thứ nhất application folder nằm ở bên tay trái này thì chúng ta kích vào nó, chúng ta chuyển chuột sang tay phải, kích chuột phải chọn add output project, chọn ở đây là family key output và ok. Đấy. Sau đó chúng ta muốn tạo ra trên desktop có một cái shortcut, hoặc là trên cái thằng này có một shortcut ở trong foreground menu, đó là chính là cái phần start này nó có ấy. Thì khi đấy trong application project folder này chúng ta create shortcut và chúng ta đổi tên này đi. Gename. Đặt tên là cái gì tùy các bạn, nhưng các bạn nên đặt tên nó đồng bộ. Đó, Windows này và giữ chuột trái kéo nó sang vứt vào trong cái folder. Đây. Đồng thời ở trong cái folder này foreground menu này chúng ta đặt tên một cái folder nữa. Có tên là cái gì? Quản lý thư viện chẳng hạn. Đấy. Và chúng ta lại vào cái folder này, chúng ta create shortcut tiếp. Gename. Đổi tên cho nó ngắn gọn thôi. Đồng thời bây giờ chúng ta kéo chuột vứt vào đây. Đấy. Tất nhiên để có được các cái biểu tượng cho cái ứng dụng thì các bạn nên tải các cái icon này vào và nó ở dạng ICO tùy vào mục đích của các bạn. Hoặc là các bạn có thể tự tạo ra các icon này và tải về. Ở đây tôi tải về, nó có nằm trong thư mục ở đây rồi. Bị xóa đi rồi. Tôi tải lại về. Đấy. Đây. Nó là cái này nhá. Được chưa? Rồi, sau khi có cái biểu tượng này rồi thì chúng ta sẽ vào với lại desktop. Kích chuột phải property window icon, chọn vào cái thư mục mà chúng ta có ở đây.
Đấy, ok. Sau đó chúng ta vào bên này làm cũng tương tự. Được chưa? Đấy. Thằng này cũng thằng này chưa. Cái chuột property icon đây rồi. Đấy. Thằng này ok, đây. Xong hết được có icon rồi nhá. Sau đấy thì chúng ta sẽ vào với lại solution quản lý này, cái chuột property kiểm tra cái thằng này theo đúng chưa. Đồng thời chúng ta cũng lại kích chuột vào cái project property để chúng ta chọn đến icon ở đây, icon manifest này. Đấy. Sau khi mà xong hết tất cả rồi thì chúng ta vào solution ở đây quản lý thư viện này, chọn về property. Thì chỗ này chúng ta sẽ có cái đề author này, chúng ta thích đặt là cái gì thì chúng ta đặt. Ví dụ chúng ta đặt ở đây là C1909G. Và tất nhiên manufacturer chúng ta cũng đặt ở đây, BKAP C1909G. Đấy. Thế thôi. Xong. Sau khi chúng ta đã làm các bước này xong, kích chuột phải, chọn vào review. Đấy, nó ra success. Và ở đây chúng ta lại có kích chuột phải, chọn cài đặt. Next. Đấy, cái đoạn mà that me hay là everyone này là lúc chúng ta cấu hình ở trong cái phần chuột phải ở đây. À đâu nhỉ? Cấu hình ở đây nó là property. Chúng ta có ở đây này, enter for user fail hay không. Đấy. Thì chúng ta có cái đây. Đấy, mặc định để nó hiển thị. Ví dụ everyone, next, next, ok, close. Thì trong desktop của chúng ta nó sẽ có một cái icon là quản lý thư viện gì làm đâu ấy. Đây là cái này luôn này. Đấy, click đúp vào. Đó này, đấy là toàn bộ cái phần cài. Và khi cài xong thì nó sẽ nằm ở trong thư mục này. Tên là gì ấy? Vừa nãy chúng ta sâu lên rồi tôi để đâu đó. Thế là chúng ta cài xong rồi. Bây giờ tôi sẽ dừng lại cái phần quay phim ở đây.